Đồ nghề tôi chọn, chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về một hãng mới, đó là hãng Bosch. Thì hôm rày mình chưa có giới thiệu về hãng Bosch này. Đây là thương hiệu của Đức nha anh em. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về những cái đá cắt, đá mài sắt này. Bên đây mình cũng có những cái kệ mà về máy cắt luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu về đá cắt, đá mài thôi. Đây, cái này giá là 26.000, đường kính là 180. Độ dày của cái miếng này, cái độ dày này anh em là 3.3, là 3 ly 3. Rồi, cái code của nó là 22,23 mm ha. Cái bên này nhỏ hơn nè. Cái này 13.000. Đường kính của cái lưỡi cái đá cắt này là 105. Độ dày là 1 ly. Code là 16 mm. Độ dày quá nhỏ luôn, 1 ly thôi. Cái này 19.000. Đường kính là 100. Độ dày là 2 ly. Code của nó là 16 mm ha anh em. Cái này dùng để cắt inox và cắt sắt được luôn ha. Đây như anh em thấy nè, này chuyên cắt inox nè. Ở này hình như là cắt inox thôi. Cái này cũng 19.000 giống bên đây ha. Cái này 13.000 thì giống cái này. Còn cái này 10.000 nè. Cái này là đường kính 105, độ dày là 1.2 ly. Code là 16 mm, dùng để cắt sắt ha. Thì tất cả những cái miếng đá cắt này nó sẽ có hướng dẫn cho mình, và nó kêu mình là phải đeo kính nè, tai nghe, bao tai, khẩu trang và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thì những cái món này bên mình cũng có bán thêm nha anh em, thì nữa mình sẽ làm một cái clip về những cái món này. Tới hàng dưới nha. Cái này là 23.000, đường kính là 125, 6 ly. Ồ, cái này nhỏ mà dày nha. 6 ly. Code của nó là 22.2 mm. Dùng để cắt sắt nha anh em. Đây, metal nè, cắt sắt. Cái bên đây to hơn, 29.000, 150, dày cũng 6 ly, code là 22.2 metal. Cũng sẽ có kèm những cái hướng dẫn để mà mình bảo hộ mình ha. Cái bên này dày hơn nè, 30.000, 180 đường kính của cái lưỡi đây nè, từ đây xuống đây là 180. Độ dày là 6.6, dày hơn cái hồi nãy nữa ha. Cái code của nó là 22.23 mm. Cái bên đây cũng 30.000 giống. À, cái này to hơn, 49.000. Đường kính của nó là 230, độ dày 6 ly, code là 22,2. Đây, nhìn rất là chất lượng nha anh em. Hay, xuống cái dưới này to quá chừng luôn. Thì cái này mình sẽ dành cho những cái máy to á. Cái máy mà để hay để dưới đất á, mình không có cầm tay được á. Cái miếng này là 49.000, đường kính là 355, độ dày là 3 ly. Code là 25.4. Chuyên cắt sắt ha anh em. Ở đây nó cũng sẽ có kèm những cái đồ bảo hộ nè nè. Cái máy này mình nói nè. Mình sử dụng cái máy này. Cái máy này bên mình cũng có bán luôn nha anh em. Rồi tới cái này. Cái này là 33.000, đường kính là 230, độ dày 3 ly, code là 22.2 mm. Đây, Boss. Đây là thương hiệu của Đức nha anh em. Rồi, mình đã giới thiệu xong cho anh em về những cái mẫu đá cắt bên mình và giá ha. Thì anh em có thể đến trực tiếp bên mình đồ nghề tự chọn trên đường Trần Hoàng Na, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để xem sản phẩm ha. Và trên Shopee anh em cứ gõ là đồ nghề tự chọn không dấu và viết liền thì nó sẽ ra cửa hàng bên mình, và anh em có thể gõ mã sản phẩm, tìm với tên hoặc là mã thì nó sẽ ra hết, thì anh em có thể mua hàng online trên đó ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của đồ nghề tự chọn.